kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga diệt gọn 2/3 siêu xe tăng Abrams Mỹ cấp cho Ukraine. Châu Âu kêu gọi dỡ bỏ hạn chế về vũ khí đối với Ukraine. Ấn Độ bác tin đồn bán vũ khí cho Ukraine. Nga diệt gọn 2/3 siêu xe tăng Abrams Mỹ cấp cho Ukraine. Theo phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, ông Maxim Bujakevich, 2/3 trong tổng số xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy. Đây là thông tin gây sốc cho giới chức quân sự Mỹ, bởi Abrams được coi là siêu xe tăng, đường được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường. Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhấn mạnh rằng các thiết bị quân sự được khen ngợi cường điệu của NATO đã bị vũ khí Nga phá hủy. Lấy ví dụ như xe tăng Abrams của Mỹ, 2/3 số xe được bàn giao đã bị phá hủy, bất chấp thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine hiếm khi sử dụng chúng trong chiến đấu. Cả Mỹ và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng các quốc gia phương Tây đã mở cuộc thảo luận về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sau khi không đạt được mục tiêu bằng các vũ khí khác. Các nước phương Tây đã tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Nga tuyên bố sẽ thực hiện tới cùng các mục tiêu đã đặt ra trong chiến dịch quân sự, bất chấp NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga cảnh báo các phương tiện khí tài phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga. Xe tăng M1A1 Abrams được thiết kế cách đây 50 năm. Giống như hầu hết các xe tăng chiến đấu chủ lực khác, Abrams có lớp giáp chắc chắn ở phía trước cố định vào thân xe và tháp pháo để bảo vệ tối đa khỏi tác động từ hỏa lực trực tiếp từ các xe tăng khác và tên lửa dẫn đường của đối phương. Song xe tăng lại không có khả năng đối phó với các phương tiện tấn công từ trên cao hiện nay. Lớp giáp của Abrams giống như các xe tăng cùng thời là Challenger của Anh, Leopard của Đức và T-64, T-72, T-80 của Nga đều sử dụng vật liệu tổng hợp gồm nhiều lớp thép, gốm và thậm chí uranium nghèo cũng như giáp phản ứng nổ ERA để chống lại các loại đạn xuyên giáp tốc độ cao hoặc đầu đạn nổ lõm. Mùa thu năm ngoái, Mỹ đã gửi cho Ukraine 31 chiếc xe tăng Abrams cũ và được đưa vào biên chế lữ đoàn cơ giới số 47 dày dặn kinh nghiệm chiến đấu của nước này. Tuy nhiên, Abrams vẫn rất dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa từ Nga, đặc biệt là máy bay không người lái cỡ nhỏ gắn thuốc nổ. Xe tăng Abrams được đánh giá cao, nhưng phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như phiên bản của quân đội Mỹ, khiến chúng dễ bị tổn thương. Một chuyên gia quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu có trụ sở tại Đức từng nói về việc xe tăng dễ bị tổn thương như thế nào trong xung đột Nga-Ukraine. Chuyên gia cho biết sự phát triển liên tục của các loại UAV trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể các mối đe dọa mà xe tăng Abrams phải đối mặt. Khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến hơn, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác, khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy cao hơn. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng xe tăng không phải là không thể xuyên thủng và chúng dễ bị tổn thương nhất ở nơi có lớp giáp mỏng nhất, bao gồm nóc xe, khối động cơ ở phía sau và khoảng trống giữa thân và tháp pháo. Trong nhiều năm, xe tăng là mục tiêu hàng đầu của mìn, thiết bị nổ tự chế, súng phóng lựu và tên lửa dẫn đường chống tăng. Ngoài ra, số lượng Abrams được cho là quá ít cũng là thách thức đối với Ukraine. Kiev đã nhiều lần nói rằng số lượng xe tăng hạn chế như vậy, Abrams khó có thể tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Nếu thông tin mà Nga cung cấp là chính xác, việc Ukraine hiện chỉ còn lại 10 chiếc M1 dường như sẽ không thể tạo ra bất cứ bước ngoặt nào với vũ khí này. Châu Âu kêu gọi gỡ bỏ hạn chế về vũ khí đối với Ukraine. Nghị viện châu EP đã bỏ phiếu ủng hộ việc dỡ bỏ hạn chế vũ khí cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí của phương Tây. EP kêu gọi các quốc gia thành viên ngay lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các hệ thống vũ khí được chuyển giao cho Ukraine để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Họ cho biết những hạn chế như vậy đang cản trở khả năng thực hiện đầy đủ quyền tự vệ của Ukraine. Nghị quyết kêu gọi tăng cường chuyển giao vũ khí, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó từ chối cung cấp Taurus cho Ukraine vì lo ngại nguy cơ leo thang nghiêm trọng.
Ngoài ra, các quốc gia thành viên EU và các đồng minh NATO được yêu cầu cam kết hỗ trợ tập thể và song phương về quân sự cho Ukraine với ít nhất 0,25% GDP hàng năm. EP kêu gọi thành lập các cơ sở sản xuất quân sự tại Ukraine và tích hợp hơn nữa tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này vào nền quốc phòng chung của EU. Nội dung nghị quyết đề nghị gây áp lực lên Hungary để Budapest đồng ý cung cấp cho Ukraine hơn 7,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp từ quỹ của EU. Các tác giả của nghị quyết nhấn mạnh Ukraine nên được cấp sớm khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ lấy từ tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa. Họ cũng ủng hộ điều chỉnh luật trừng phạt để tạo ra cái mà họ mô tả là một chế độ pháp lý vững chắc cho việc tịch thu tài sản của Nga bị EU đóng băng, cũng như để ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt. Để tăng hiệu quả của lệnh trừng phạt, nghị quyết đề xuất lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc, phân bón và nhiều nguyên liệu thô khác như nhôm, thép, urani, titan, nickel, gỗ và các sản phẩm từ gỗ cũng như khí đốt và dầu mỏ, ngăn chặn việc tái xuất khẩu chúng. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu cuối cùng là đạt được một nền hòa bình tại Ukraine theo các điều khoản của Kiev. Đồng thời, EP kêu gọi các nước EU không cắt giảm viện trợ tài chính và chuẩn bị cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine trong nhiều năm tới. Các nghị quyết của EP không có hiệu lực pháp lý và chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng được sử dụng trong EU để thúc đẩy và phổ biến các chính sách cụ thể khác. Ukraine từ lâu kêu gọi phương Tây dỡ bỏ hạn chế, cho phép nước này sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng chưa được chấp thuận. Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn nếu các quốc gia phương Tây quyết định cởi trói cho vũ khí tại Ukraine. Ấn Độ bác bỏ tin đồn bán vũ khí cho Ukraine. Ấn Độ đã lên tiếng sau khi truyền thông phương Tây đưa tin rằng New Delhi đã bán vũ khí cho Ukraine bất chấp việc Nga phản đối. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, bài báo của Reuters mới công bố nói rằng New Delhi đã cung cấp đạn pháo cho Ukraine thông qua các bên thứ ba ở EU là thông tin suy đoán và gây hiểu lầm. Reuters ngày 19 tháng 9 đưa tin, các nguồn tin và dữ liệu hải quan cho hay việc chuyển giao đạn dược để hỗ trợ quốc phòng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã diễn ra hơn một năm nay. Các quy định xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ hạn chế việc sử dụng vũ khí với khách hàng đã khai báo, những người có nguy cơ bị chấm dứt hoạt động mua bán trong tương lai nếu xảy ra việc chuyển nhượng trái phép. Điện Kremlin đã nêu ra vấn đề này ít nhất 2 lần, trong đó có một lần là trong cuộc họp hồi tháng 7 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp Ấn Độ. Ukraine hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo để ngăn chặn các cuộc tấn công dồn dập của Nga theo hướng thị trấn Pokrovsk ở phía đông. Nhà Trắng đã từ chối bình luận và Bộ Ngoại giao cũng đã chuyển các câu hỏi về hoạt động xuất khẩu vũ khí cho Ấn Độ. Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm biên soạn, Ấn Độ xuất khẩu hơn 3 tỷ đô la Mỹ vũ khí trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ phát biểu tại một hội nghị hôm 30 tháng 8 rằng xuất khẩu quốc phòng đã vượt quá 2,5 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá gần đây nhất và New Delhi đang muốn tăng con số này lên khoảng 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết rằng thông tin mà hãng Reuters cung cấp là không chính xác và không tồn tại. Trước đó, viện dẫn hồ sơ hải quan, Reuters cho biết 3 công ty Ấn Độ đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 135,25 triệu đô la Mỹ sang Italy, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha và Slovenia trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. Đây là mức tăng đáng kể so với con số 2,8 triệu đô la Mỹ trong 2 năm trước. Hãng tin Anh dẫn lời một cựu quan chức nói rằng một công ty Italy được cho đã mua vỏ đạn dẫm từ Ấn Độ và nhồi thuốc nổ vào trước khi chuyển chúng sang Ukraine. Ấn Độ từ trước tới nay vẫn giữ quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine. New Delhi nhiều lần kêu gọi đối thoại và ngoại giao để chấm dứt xung đột. Mặt khác, Ấn Độ trong hơn 3 năm qua cũng tăng cường mua năng lượng của Nga với giá rẻ, giúp Moscow vượt qua hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây.